ắt quỳ này, ác bù tìm này, xưa rồi nám, bây giờ có những combo mới dành cho những chị em mà bị lâu năm da còn yếu và giãn mạch nữa, thì combo này chúng ta có thể tham khảo thử nhá. Thứ nhất là Resorcinol và thứ hai là Transamic. Tại sao có hai combo này? Ngày xưa khi mà nám da chúng ta chỉ biết đến bôi gì, ắt quỳ đúng không, rồi ắt bù tìm. Tuy nhiên vì chúng ta bôi quá lâu những nhóm đó rồi thì da mình quen rồi, khi da mình quen với một thành phần nào đó thì cái khả năng đề kháng lại cái thành phần đó nó sẽ mạnh mẽ hơn, dẫn đến là mình bôi lâu dài nó giảm hiệu quả. Thế nên combo này gần như rất ít trường hợp chị em đã từng bôi rồi. Thứ hai, đây là một công thức mới là Resorcinol. Chị em nào chưa biết thì có thể là tham khảo. Thì trong sản phẩm màu đỏ này sẽ có Resorcinol, có ubiquinol, có những hoạt chất để tăng khả năng chống oxy hóa và chống lão hóa da nữa. Một sản phẩm này là có chứa ít nhất 3 thành phần chúng ta cần luôn. Và thứ hai, da mà đang nổi đỏ giãn mao mạch, Transamic 3% là một lựa chọn hạn chế kích ứng cho mình. Chị em nào đã tìm hiểu chắc đã biết Transamic là gì rồi. Thì combo này mình có thể dùng là sáng màu đỏ và tối màu bạc này, chúng ta có thể dùng. Thời gian dùng tối thiểu cho xíu là từ 3 đến 6 tháng trở lên thì cái hiệu quả chúng ta nhìn thấy nó rõ rệt hơn. Nhớ là tối thiểu 3 tháng thì một cái combo này chúng ta dùng được khoảng 2 tháng một sản phẩm. Và chị em chưa biết được là mình có nên dùng hay không thì comment TV nám giúp xíu thì mình sẽ kiểm tra xem da bạn đi nào. Còn chị em nào muốn trải nghiệm luôn thì có thể là inbox trực tiếp để đặt hàng nhé.